chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Bảo Bảo. Chúc các bạn đẹp trai xinh gái một ngày thật là vui vẻ. Các bạn ơi, trong video ngày hôm nay mình tiếp tục phá đảo trò chơi Murky Master Grab Runner. Mình sẽ đi kết hợp, mình sẽ kết hợp được những con quái vật siêu to khổng lồ và dữ tợn, rồi điều khiển chúng đi chiến đấu với đội quân quái vật của quân địch và giành được rất nhiều chiến thắng. Các bạn hãy xem hết video và tiếp tục ủng hộ mình nhé. Các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình để mình có động lực làm các video lần sau hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Wow, quân địch có 3 con Sonic 2 đuôi màu vàng và 1 con son nhím Sonic đầu tím, 1 con cá mập hồng, chính rất khổng lồ, siêu to khổng lồ các bạn ạ. Con nhân vật chính này có 2 bàn tay bắn chang chang chang, rất chi là mạnh luôn. Bắn con nào chết cái đấy các bạn ơi. Quân địch rất chi là mạnh luôn, mình phải kết hợp nào. Xin thêm quân kết hợp thôi nào. Bây giờ chúng ta xin thêm con Kiwi đang chì xì các bạn ạ. Xin phun luôn Kiwi đang chì xì luôn các bạn ơi. Ok, thêm con nữa. Thêm một con nữa, rồi, đây rồi, đây rồi. Mình đã có được con Kiwi rồi. Được không em ơi, xem nào, đi dưới quân địch đi nào, đi dưới quân địch đi, quân địch đi nào. Cố lên em ơi. Cố lên nào, trời ơi. Đám Kiwi mình tiêu diệt chết hết rồi. Ui, đám hồng của đội bạn rất chi là mạnh luôn. Bạn nhìn con nhân vật chính nhé, ui trời ơi. Bắn phát nào, chết vào đây luôn. Và bàn tay nó siêu to khổng lồ. Kính chưa, kính chưa, như một con robot người may các bạn ạ. Ghê quá, chạy thôi nào. Chạy nào. Nhân cộng 2 trừ 1 này. Tiếp tục với đội của anh. Ui, cẩn thận. Trời ơi, đường chạy này gần quá nhỉ. Ok, full rồi. Bản đồ full này là các con nhân vật chính không thể vào được. Rồi, mình kết hợp 2 con chó sâu màu đỏ tạo ra 1 chó sâu màu xanh. Bây giờ kết hợp với các bạn ơi. Con Kiwi kết hợp 2 Kiwi được của con Haki 2 đầu. Haki 2 đầu màu này màu hồng. Kết hợp 2 Haki màu hồng, 2 đầu màu hồng để vào được con Haki 3 đầu màu xanh. Rồi, bây giờ mình xin thêm con Mommy Long Legs màu xanh. Kết hợp 2 Mommy Long Legs màu xanh, con Mommy Long Legs màu đỏ, màu hồng. Rồi, kết hợp 2 con Mommy Long Legs màu hồng tạo ra được con chó sâu. Con sâu màu tím, kết hợp 2 con màu tím tạo ra con chó sâu màu đẹp đỏ, đỏ vàng. Rồi, tiếp tục kết hợp nhiều các bạn ạ. Con địch rất chi là mạnh luôn. Và mình vừa kết hợp tạo ra được 2 con Haki đã 3 đầu, kết hợp 2 Haki 3 đầu tạo ra con Haki đầu loa. Con Haki đầu loa tay cầm binh 31 kết quả là đầu nó đang chì nhìn rõ. Còn kết hợp 2 con Haki đầu loa được tạo ra được con Haki 3 mắt là màu xanh 3 mắt, không quen rõ mặt, nó là con Haki màu xanh 3 mắt, da xanh 3 mắt đấy, người xanh đấy. Mình vừa kết hợp lại tiếp được con Haki 3 đầu. Ok, đây rồi dây, mình lại tiếp tục kết hợp tạo ra con Haki đầu loa. Rồi, kết hợp con Kiwi tạo ra tiếp được con Haki đầu loa, kết hợp hai Haki đầu loa tạo ra con Haki đầu mũ này. Đức con này mình chưa nhìn rõ mặt nó nhưng nó có đẹp trai không nhỉ. Rồi mình kết hợp hai con Haki cầm súng tạo ra được con Haki bắn điện này, tia lửa điện này các bạn này. Thần chết cho nên con Haki tiên ở điện này. Kinh chưa. Con này thì ghê gấp rồi. Mình lại tiếp tục là tiếp tục kết hợp tạo ra cho sâu nào. Con này rất chi là mạnh các bạn nhé. Mình không kết hợp thì không thể giành chiến thắng được. Lại tiếp tục xin Mommy Long Legs màu xanh kết hợp tạo ra Mommy Long Legs màu đỏ màu hồng. Và tạo ra được con cho sâu vàng đỏ. Kết hợp hàn cho sâu vô vàng đỏ tạo ra cho số xanh, kết hợp cho số xanh tạo ra được con thần chết. Mình đã có 2 con thần chết rồi. Để tiếp tục kết hợp nữa. Không kết hợp thì không thể thắng được con địch. Con địch quá là mạnh luôn. Ok. Rồi, đã có thêm một con chó sâu xanh nữa. Tiếp tục kết hợp Mommy Long Legs tạo ra được một chó sâu con màu tím các bạn nhé. Tiếp tục kết hợp tạo ra một chó sâu tím
con màu tím, kết hợp hai chó sô con màu tím tạo ra chó sô con đỏ, đỏ vàng. Đấy, cứ thế tiếp tục kết hợp các bạn ạ. Kiên trì, cái gì cũng có. Kiên trì rồi sẽ thắng thôi. Còn chó sâu nó có cái trượng, trượng rất trời đẹp luôn. Trượng nhiều trượng phù thủy. Đó, mình vừa kết hợp hai con, được con chó sâu màu xanh to, kết hợp hai chó sâu xanh tạo ra được con thần chết. Kết hợp hai thần chết tạo ra con hắc ghi cầm súng. Video chỉ mang tính chất giải trí và vui vẻ, không cổ vũ cho những hành động bạo lực như những pháp luật của Việt Nam. Lại tiếp tục các bạn nhé, tiếp tục lại cái xin mommy long lag. Cái đầu thì củng cố lại phía sau, củng cố lại cái tay bắn phía sau. Ở phía trên mình có hai con Sonic và một con hạt ghi đổi mũ. Lúc nào cũng tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Ok, mình vừa kết hợp tạo ra thêm một con hạt, con chó sâu màu xanh. Chó sâu màu xanh là 4 đốt, rất cao to đẹp trai luôn, rất chi là đẹp. Tiếp tục thêm một con chó sâu đột, một đột vàng 3 đốt. Chó sâu 4 đốt là to nhất, chó sâu 2 đốt, chó sâu 3 đốt và chó sâu 4 đốt. Còn chó sâu 2 đốt màu tím, còn chó sâu con, chó sâu nhỡ nhỡ nữa, còn chó sâu đỏ vàng 3 đốt. Ok ok, bây giờ chúng ta chiến đấu thử xem nào, xem lịch mạnh như của mình mạnh nào. Tấn công anh em ơi, xem lên nào các bạn ơi. Tay đâu, hãy ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình như nào. Để mình đi thân nào, cố lên, trời ơi, cầm hồng mạnh quá. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Cố lên, trời ơi. Thua nhau. Hai trận thua liên tiếp rồi các bạn ơi. Chạy đi nào, về vượt qua anh nào. Lại vượt qua dòng sông nhân thạch nào. Ok ok, về với độ quay nè, ui lại ngắn thế nhỉ, đường chạy rất chi là ngắn luôn. Không sao không sao, nó lại tiếp tục kết hợp nữa. Kết hợp này rất chi là lâu luôn các bạn ạ. Con địch mạnh quá rồi, mình đã có hai con hacky điện rồi. Tiếp tục kết hợp từ đầu video giờ mới chỉ được hai con hacky điện các bạn ạ. Rất chỉ là tốn kém luôn, được hai hoa kỳ điện này là trải qua bao nhiêu là gian khổ các bạn ạ. Tiếp tục nào, không biết là kết hợp được con cá mập hồng kia thì mất bao nhiêu là thời gian, bao nhiêu là công sức nữa, mất bao nhiêu là tiền của nữa để tạo được nên con cá mập hồng. Nào, tiếp tục kết hợp tạo ra một con chó sâu. Quá là càng đẹp hơn đẹp luôn. Và bây giờ 1, 2, 3 tất cả các anh em ơi, xuống lên nào, cố lên, tiếp tục lên nào, tiếp tục cá mập nào, cố lên nào, cho thắng rồi, cố lên. Này thì nhân vật chính nhảy, yeah, thắng rồi, cuối cùng cũng thắng các bạn ơi, vui quá, cuối cùng cũng tiêu diệt được quân địch rất chi là mạnh luôn các bạn ạ. Tiếp tục rồi nào, tiếp tục nhảy qua dòng sông nhân thạch nè, cố lên nào, qua rồi, trừ 2, lấy cái độ quanh nào, rồi, bây giờ đã về đến đích rồi, mình phun luôn các bạn ạ. Wow, con địch trời ơi, toàn hắc kỳ đội mũ các bạn ơi, cá mập hồng, hắc kỳ đội mũ, cá mập hồng, nhân vật chính nha, chào đội quân hắc kỳ, kinh chưa, mình lại tiếp tục kết hợp thôi, mình kết hợp hai con Kiwi Wibli, rồi tạo ra được hắc kỳ 2 đầu, rồi kết hợp hắc kỳ 2 đầu tạo ra con hắc kỳ 3 đầu các bạn ạ. Con địch quá là mạnh luôn, nhìn kinh người luôn. Rồi kết hợp hai hắc kỳ 3 đầu tạo ra con hắc kỳ đầu loa, tay cầm cái đinh 3, được một cái đinh 3 màu trắng, tất cả là màu đen xì luôn, chả nhìn rõ gì cả. Cố lên anh em ơi, xong lên nào, tấn công đi anh em ơi, cố lên, tiêu diệt nào, cố lên nào, quân nhân chỉ luôn, cố lên nào, yeah, nào thắng rồi, vui quá, được sự cổ vũ của các bạn rất chi là nhiều nên mình giành được chiến thắng các bạn ơi, chiến thắng 2 trận liên tiếp rồi, quân địch quá là mạnh luôn rồi mình giành được chiến thắng các bạn ạ, cẩn thận, ủa trời ơi, bốn nhân thạch, ê mày đen này. Đụng cái chết luôn các bạn ạ.
sập nguồn luôn, chết cháy luôn đấy. Cộng 4 nào. Nhìn thấy chân trường ơi, cẩn thận cái đinh, cái cột đinh. 3 con 5 bi này thì tuổi dê. Rồi, tiếp tục nào. Wow, trời ơi. Đội quân màu hồng, đội quân cao mập hồng. Huy, con địch có 3 con cao mập hồng. Một con Haki cầm súng, một con Haki 3 mắt. Trời ơi, kinh chưa. Con địch quá là mạnh luôn. Thừa thắng súng lên thế nào. Sợ như con địch nào. Cố lên nào. Đội quân màu đen đó các bạn nhá. Cố lên nào, thì cảm ơn thế nào. Cố lên, còn tí thôi. Cố lên. Ui gồi, con địch có cả ghi điện nhỉ. Cố lên nào. Cố lên, yeah. Lại thắng rồi các bạn ơi. Vui quá. Mình lại tiếp tục chiến thắng các bạn à. Video đến đây cũng là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu thấy hay, các bạn hãy ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình để mình có động lực làm các video lần sau hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.